Theo Tổ chức Y tế Thế giới, suy dinh dưỡng ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Mỗi năm, có hơn 3 triệu trẻ em tử vong do các vấn đề bắt nguồn từ suy dinh dưỡng. Nhằm giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, Amway đã chính thức triển khai chiến dịch Nutrilite Power of Five. Một trong những hoạt động quan trọng của chiến dịch chính là nghiên cứu phát triển sản phẩm Nutrilite Little Bits, gồm 15 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, kết hợp với các tổ chức nhân đạo tại các quốc gia. Chương trình Nutrilite Power of Five đã phân phối miễn phí gói sản phẩm Nutrilite Little Bits tới trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, hỗ trợ và tiến hành đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo các em được phát triển khỏe mạnh. Tại Việt Nam, chiến dịch được Amway Việt Nam hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế thực hiện từ năm 2015 với mục tiêu hỗ trợ dinh dưỡng cho 1.665 trẻ em ở tỉnh Bắc Giang. Trong năm đầu tiên của chương trình, 423 trẻ em suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại tỉnh Bắc Giang đã cải thiện rõ rệt về chiều cao, cân nặng cũng như giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Các cháu ở lớp tôi là có nhiều cháu cũng bị suy dinh dưỡng đấy. Trước đây cháu cũng biếng ăn ạ. Qua cái đợt thực hiện cái sử dụng cái gói vi chất này thì tôi thấy là các cháu có rất là nhiều thay đổi. Các cháu uống vào thấy phát triển rất là tốt, ăn được, ngủ được. Trước thì cháu ăn chỉ được một bát, giờ ăn được hai bát ạ. Phụ huynh này cho uống thì thấy rất là hài lòng, bảo là uống cái thuốc này các cháu ăn ở nhà các cháu ăn khác hẳn so với mọi ngày ấy, ăn khỏe. Khỏe mạnh thì dẫn đến là các cháu nó linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Với việc bổ sung các cái gói vi chất dinh dưỡng như vậy thì đã giúp cải thiện cái sự ăn ngon miệng cho các cháu, và các cháu cũng cải thiện được cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt, hay là đặc biệt về cân nặng và chiều cao. Trong năm thứ hai, chương trình Nutrilite Power of Five đã tiếp tục được mở rộng. 4.943 hộp sản phẩm vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits đã được phân phối tới 6 trường mầm non tại các xã thuộc huyện đồi núi Lục Ngạn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chúng ta nếu có điều kiện thì nên tiếp tục triển khai mở rộng chương trình bổ sung cái gói đa vi chất dinh dưỡng Little Bits này cho các cái vùng đặc biệt còn khó khăn như là vùng núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, là những cái tỉnh mà hiện nay còn đang có tỷ lệ dinh dưỡng thấp còi cũng như thiếu vi chất dinh dưỡng của các cháu còn đang ở cái mức cao hơn so với mặt bằng trên toàn quốc. Với chiến dịch Nutrilite Power of Five, Amway sẽ cùng chung tay với các tổ chức nhân đạo đem lại giải pháp tích cực cho vấn đề suy dinh dưỡng của trẻ em, cải thiện cuộc sống của các em nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời.